Xin chào cô chú, các bác, anh chị nhé. Những người yêu mến bonsai và đang theo dõi kênh N2T Bonsai của em nhé. Chào đón các bác đến với cái video về cây xanh Nam Điền dáng làng. Rất chuẩn mực này. Đấy, thì vừa mới về lúc chiều muộn tối nay. Thì bây giờ khuya rồi. Cơm nước xong xuôi và xong xuôi mọi việc, nghỉ ngơi lên làm cây các bác. Làm cây đêm, rất thú vị các bác. Hầu như ai đam mê cây đều làm cây đêm cả. Nó có cái cảm xúc riêng đêm các bác ạ. Đêm nó tĩnh và mình suy nghĩ được nhiều thứ. Đây các bác, xem cây tổng thể về cây xanh dáng làng. Cây này thì vừa nãy tôi có đăng trên Facebook và Zalo á, thì rất nhiều người thích và hỏi. Thực tế là nó bóng dáng rất là đẹp, thân bệ cũng ok. Đấy thì rất nhiều người muốn sở hữu, nhưng mà một phần là họ ở xa, cái thứ hai là giá nó cũng căng ấy các bác. Họ cứ dặn dò là để rồi họ lên rồi xem, hoặc là bật lá để riêng cho họ ấy. Nhưng mà thực tế tôi cũng chắc chắn phải có lãi tôi mới bán rồi. Nhưng mà có điều là thực tế tôi vẫn nói với các bác là tôi không phải là người thương mại. Và các bác mua được thì giá cả tôi mua như thế nào thì các bác không cần quan tâm đâu. Quan trọng là tôi muốn bán nó bao nhiêu tiền. Và nếu tôi bán đi tôi sẽ lại phải sút múc ngay một cây mới nhiều tiền hơn về. Các bác ạ, tính tôi nó vậy. Đấy thì trở lại cây xanh Nam Điền. Chậu nó khoảng độ 50 cho đến 52. Cái chiều dài, chiều rộng nó khoảng 35 phân. Cây cao hoàn thiện quả phúc lên đến đây là tầm đúng tròn 30 phân. Các bác nghe, tôi vừa đo rồi. Chậu tàu xịn. Đấy. Nếu mà không lấy chậu này thì tôi trả bác chủ cũ thì bác ấy gửi lại tôi 2 triệu. Chậu này, chậu tàu xưa đấy, cũng khá là hay đấy. Nhưng mà tôi trước tôi ra tôi mua được cái bể đá kiểu khánh này. Nó là mới thôi, giả cổ thôi, nhưng mà bể rất là hay, rất hợp với xanh si. Thì tôi thử ướm, tôi phải vớt nó lên để tôi ngâm ở đây cho nó lên rêu. Cái nước này nó có rêu, có tảo ấy, thì nó làm cho cái bể nó cũ đi nhanh. Thì nhìn nó rất là hợp với xanh si các bác. Nhưng mà nó đổi lại nó lại rất là nặng, cho nên tôi rất là ngại. Đấy thì tôi cứ bóc cái cây này ra, rồi có cho lên hay không thì tính tiếp các bác, bởi nó rất là nặng. Nhưng mà cực kỳ đẹp và hợp với cái cây này. Cây dáng làng, xanh si nó rất là hợp. Đấy, về cơ bản thì cây này nó là một cây bóng dáng nó rất là hoàn thiện rồi. Xây dựng thêm một chút thôi, đằng sau nó có một cái sẹo này. Thì Nam Điền mà nó không đáng ngại đâu các bạn. Chân bệ nó cũng chưa thật xuất sắc, nhưng mà về tổng thể nó rất là ok. Tầm tiền 30 triệu cây này là rất là hợp lý rồi. Đấy, thị trường bây giờ các bạn. Đấy các bạn, cái bộ tay bộ dâm này rất là hay rồi. Tôi sẽ chỉnh sửa lại một chút và bóc lá. Thật ra để lá thì các bác sẽ thích hơn. Nếu mà các bác có ý định giao lưu ấy, thì nên để lại lá cho các bác. Nhưng mà thôi, tôi vẫn cắt đi thôi. Giao lưu hay không quan trọng. Đấy các bác ạ, bây giờ tôi vẫn quyết định tôi cắt nó đi các bác nhé. Rồi tôi thử ướm vào cái bể này, rồi sẽ trả lại cái chậu này. Nếu mà hợp lý là sẽ lấy lại được 2 triệu. Cái tôi vẫn đang mua chịu các bác nhé. Mua chịu của người rất có tiếng ở cái làng bonsai này đấy các bác nhé. Đấy các bác, tôi bóc đấy, các bác nhé. Bóng làng rất là rộng. Cái xanh Nam Điền nó lại càng quý các bác. Ăn điện thuốc rồi các bác, bình tĩnh. Tầm dáng làng rất là hay. Và lại một người bê đầm tay dễ sôi đúng không ạ? Ăn điện thuốc. Tôi sửa luôn, chắc là tôi không mặt lá nữa, sửa luôn cho nhanh quá. Mặt lá cái này thì có mà đến sáng mai. Ấn nút quay chưa nhỉ? Bác nhá. Với ai không biết nha các bác nhá, nhưng mà với tôi thì các bác chắc có lẽ là không cần hỏi là cây này tôi mua bao nhiêu đâu các bác. Mà quan trọng là
tôi bán bao nhiêu. Đấy. Các bác nhiều khi có một số bác hỏi thì bảo là giá cao nhưng mà thông cảm các bác nhé. Vẫn phải vặt thôi các bạn, cũng dày quá. Vẫn phải vặt lá. Lá đang bánh tẻ già Ấn Độ. Hay đây. Cắt bớt đi rồi nữa. Vặt nó bớt mềm. Ai cũng dặn là ưu tiên đừng có gửi ra công chúng vội, nhưng mà thực tế là nếu mà người thương mại thì người ta như thế chứ tôi cần gì đâu. Nó chẳng mua thôi, sao đâu. Quả phúc mình cứ để lại làm sao để nó thoáng. Không điền. Mua người quen quá, chịu được. Bao tiền chịu được. Chứ mà mua trên online thì làm sao mà chịu được. Quen ai biết ai mà chịu.
Đấy, các bác nhá. Ăn tiếp điều thuốc nữa, hôm nay không pha chè nữa, pha chè gây mất ngủ, mấy hôm nay mất ngủ, triền miên các bác. Hay quá này. Chân vệ các bác, thân cốt rất ok chứ. Chân vệ thì còn đang phát triển. Đấy, cây này mà chân vệ mà ngon thì chắc bán nhà đi mới mua được. Đấy. Các nhìn, cắt giật cục kịch, tất cả đều tay cành đều níu hết chứ không vào dây, không bị vào dây. Đều níu hết, đều có những dây níu hết. Đấy, làm rất kỳ công. Chỗ này một tí sẹo, đây một sẹo nhưng mà không vấn đề gì cả. Thần càng quái, tất nhiên là một cách nói chống chế thôi nhưng mà đẹp hết, sau đẹp hết. Đấy, răm của Nam Điền đây. Đấy, tôi chỉnh sửa lại một chút cái răm. Chắc còn phải một buổi nữa để tí nữa nếu trồng luôn được thì trồng sang cái kia, không cũng phải một buổi nữa để chỉnh sửa lại cái ý tưởng mới. Bây giờ để định hình cái đã, đánh dấu lãnh thổ. Nhìn chưa? Các bác coi là nhiều đầu cũng được mà coi là ba vai cũng được. Đây các bác có thể phân thành một vai đây, một vai đây và cái ngọn trực này. Đấy. Kỹ thuật làm to cái chỗ này ra đây, tức là chích cái chỗ này ra cho nó to này. Đây, có những vết chích này. Đấy, để làm nó to ra. Sau này một cái tay, một số cái tay Nam Điền nên rất dễ làm các bác, là nó đắt ở chỗ đấy, rất dễ làm. Những cái tay nào bé ta có thể làm nó to được bằng cái kỹ thuật này. Ví dụ cái tay này. Đấy. Nhưng mà nuôi điền chả mấy đâu, bác để rất khô rồi, không chăm mấy đâu. Nó có quá nhiều những cái siêu phẩm khác bác không quan tâm bên này mấy. Đấy, nhiều ốc lắm. Đấy, cây này vã vào lên nằm lên phân lợn thì chả mấy đâu các. Một năm, hai năm sau các không nhận ra nó đâu, chân vệ. Đấy. Rồi để tôi lại dựng lên, tôi chỉnh răm tiếp các nhá.
hôm nào hỏi giá. Nhiều ông nhắn bong bong đấy à. Lúc chiều mấy hôm nay đưa cả mấy. Tháo xiềng xích kìa. Đây các bác, vừa vớt được cái bể lên đây. Một 979 nhưng mà sản xuất năm 2019 đây. Ngâm, tôi nói thật các bác, đây ngâm vào cái bể nước này thì chỉ cần 2 tháng là nhìn cũ như năm 79 luôn. Đấy, các bác xem cái bể này một chút nhé. Có vẻ hơi đổ sộ, hơi nặng. Nhưng mà thôi, đằng nào trả lại cái chậu kia để nhặt nhạnh được 2 triệu. Đấy, chân quỳ yên kiếp hay phết này. Lên cái bể này thì coi như yên vị ở đấy luôn rồi. Nặng lắm, bê đi bê lại phiền lắm. Chẳng cần bác nào phải mua nó đâu. Đấy, bác nào cứ chê cây khuyết điểm kiếp gì thì thoải mái đi. Chê vô tư đi. Đấy, cứ chê đi cho để em còn like. Xây dựng tí các bác nha, không lại vào chửi nhau thì em cũng giỏi chửi lắm. Đấy, các bác nhá. Khỏi phải suy nghĩ về cái bộ tán này thì dù có đẹp đến mấy thì cũng nhanh thôi, năm điền chả mấy cũng đầy lên đây thôi. Cái này cao lên đây, quả phúc này. Đấy, các bác nhìn cái chỗ này nó khó chịu đúng không, sau có cách xử lý hết, cứ yên tâm. Quan trọng là cái ưng, các bác ưng cái cốt cá này. Đấy, rồi thì nhấc tọt phát sang bên này luôn, mấy hôm nữa trả luôn cái chậu để cho nó vuông nguyên cái bầu này, xong đặt lên phân lợn các bác. À, các bác mà nhìn không rõ nhé, chỗ này nó lục cục đây này, phân tách ra nhau rồi đây này. Đấy, nó bo sẹo kinh không. Đấy, ok, nhấc sang bên này thôi các bạn. Nhấc sang đây các bác, ổn rồi. Hơi cồng kềnh các bác nhỉ. Con bể này mà vào con si thì có vẻ là hợp hơn. Nó đập nó vứt là hợp hơn. Kiểu si kia là vừa đấy, si kia là vừa đấy. Đấy, nhưng mà cũng là rất là ok. Gọi là nuôi dưỡng luôn, cho ăn toàn bộ phân lợn luôn, để thốc cho cái bể nó ngon lên. Đấy, và sau này đẹp thì thiếu gì chậu để thay, chậu thì mua lúc nào chả có. Đấy các bác, 1979. Cái này các bác, 1979 là mịn phết đấy, chân quỳ kiếp, mỗi tôi nó nặng. Nhưng mà tôi trồng toàn phân lợn này nó nhẹ thôi. Đấy,
ăn cho nó sướng, ngập mồm đi, vitamin mứt ngập mồm. Đấy. Các bác nuôi muốn đẹp siêu phẩm nữa phải nuôi tiếp và phải chỉnh dần dần chứ không thể nào ngày một ngày hai được. Nhưng mà như này mà nó lên lá bóng luôn rồi thì các bác đi chơi triển lãm nó thuộc hàng thảm đỏ rồi các bác ạ. Ngon nha. Rồi ok, thôi đi ngủ thôi, khuya lắm rồi các bạn, đi ngủ. Hẹn gặp lại các bác nha.